Chào mừng mọi người đã đến với TCT Channel, hôm nay mình sẽ làm video về Kabutops Pokemon thứ 141 nhé. Kabutops là Pokemon mang song hệ đá và lượng được giới thiệu tại vùng Kanto và được biết đến là tiến hóa của Kabuto khi đạt cấp độ 40. 1. Sinh học. Kabutops là một Pokemon thuộc loài động vật chân đốt thời tiền sử, hai chân với bộ xương. Nó có một đầu phẳng, nửa hình tròn với một điểm ở mỗi bên và hai mắt nhỏ ở phía trước. Cơ thể của nó chủ yếu có màu nâu, ngoài trừ phần ngực và bụng màu xám nhạt. Có một đường gờ xuống lưng với ba gai phẳng ở hai bên và nó có một cái đuôi phẳng nhọn. Thay vì bàn tay, cẳng tay của nó có những chiếc lưỡi hái lớn, sắc nhọn, màu xám. Đôi chân mỏng của nó có màu nâu chì với bàn chân nhỏ với hai móng vuốt lớn màu xám. Trước khi tuyệt chủng, Kabutops đang trong quá trình phát triển thành cư dân sống trên cạn bằng những thay đổi ở mang và chân của nó. Sự thay đổi này được cho là do con mồi của nó cũng di chuyển lên đất liền. Trong ngôi nhà đại dương của nó, Kabutops có thể có các chi lại để giúp nó bơi cực nhanh, lên đến khoảng 29 hải lý một giờ. Nó sử dụng lưỡi hái sắc bén của mình để chém kẻ thù và uống chất lỏng bên trong của chúng. Mọi thức ăn thừa do Kabutops bỏ lại sẽ được các Pokemon khác tiêu thụ. Các nhà khoa học đã không biết điều gì đã dẫn đến sự tuyệt chủng của Kabutops. 2. Thông tin bên lề. Trong phiên bản beta Pokemon Red and Blue, Kabutops ban đầu được biết đến với cái tên Atlantis. Điều này có nguồn gốc từ Atlantis. Bộ phim phát thanh sự ra đời của Mewtwo có thông báo về khám phá của Kabutops bởi một giới học thuật Pokemon, nơi nó được cho là Pokemon lâu đời nhất được phát hiện và được cho là đã giữ nguyên hình dạng ban đầu của nó từ 2 triệu năm trước. Kabutops có tên khoa học là Kabutops maximus, được nêu trong khoảng tập 163 của anime Pokemon series. Pokemon duy nhất khác có tên khoa học được biết đến là Odys Odium Wanderers. Cái tên Kabutops maximus có ý nghĩa thực sự, khi dịch ra, nó có nghĩa là khuôn mặt Kabuto lớn nhất đề cập đến kích thước và hình dạng của đầu Kabutops. Kabutops và dạng tiền phát triển của nó chia sẻ tên chủng loài của chúng với Blastoise. Chúng đều được biết đến với cái tên Pokemon vỏ cứng. 3. Nguồn gốc, tương tự như cách Kabuto dựa trên cua móng ngựa, Kabutops giống với Eurytherid, động vật chân đốt thời tiền sử săn bắt ở biển và sông và được cho là có liên quan đến cua móng ngựa hiện đại. Phần đầu lớn cũng giống với loài Cephalon ở loài ba mảnh và các gai ở phía sau giống với phần ngực của chúng, mặc dù lưỡi hái và bản chất săn mồi gần giống với loài Eurytherid hơn. Do những điểm tương đồng chéo, nó cũng có thể dựa trên chi Cynodurus của loài ba. 4. Nguồn gốc của cái tên. Kabutops có thể bắt nguồn từ Lucia Kabutobi, bộ ba, Du Kabuto, mũ bảo hiểm, chi ớt và óc hậu tố phổ biến trong tên của các loài động vật thời tiền sử có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại cho khuôn mặt. 5. Hệ và ability, và bị khắc bởi hệ đất tiền cỏ, rác đống. Không ảnh hưởng nhiều bởi hệ thường, lửa, băng, độc, bay. Và Kabutops có ability, tuyết xin, bơi nhanh tăng gấp đôi tốc độ trong mưa. Battle Armor, giáp chiến đấu, ngăn Pokemon nhận một đòn tấn công chí mạng. Quick Armor, giáp yếu khả năng ẩn, khi Pokemon bị tấn công bởi một đòn đánh vật lý, phòng thủ của nó sẽ giảm một bậc nhưng tốc độ của nó tăng lên một bậc. Và combo của Kabutops bao gồm Kabutops A cộng Light Orb quả cầu sự sống, Turbility, Zip Swim, F252 ATK, 4 Def 252 Speed. Adamant Nature tính cách cương quyết, chương 1 Xuất đen, vũ điệu kiếm, chương 2 Liquidation, thủy đao Waterfall thác nước, chương 3 Stone Axe dao đá, chương 4 Super Power, siêu sức mạnh Aqua Jet thủy lôi phản lực. Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và nếu thấy video hay thì hãy like, share và đăng ký nhé. Và mọi người khi xem video nhớ bật phụ đề tiếng Việt để xem nhé.